các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Jupiter MX, cái bản đồ đầy quyến rũ cùng với cái dàn đồ chơi hàng hiệu đến từ Baker Việt. Jupiter 110 là cái chiếc xe từng đã khiến rất nhiều cái tay đam mê sẽ yêu mến, bởi ngoài thiết kế cũng rất hầm hố từ cái cụm đầu đèn. Chiếc xe còn nổi tiếng với độ êm ái của máy, cái sự bền bỉ của khối động cơ đem lại. Thậm chí từ lúc ra mắt vào cái năm 2002, trải qua rất nhiều thiết kế cho đến tận ngày hôm nay, đã được trang bị đồng kép Y. Nhưng vẫn còn đâu đó những tình yêu dành cho cái dòng Jupiter MX vẫn còn tồn tại. Các bạn có thấy điều gì lạ trong góc ảnh này không? Hãy comment bên dưới nhé. Trang bị tay thắng thương hiệu của Rainbow Asset vốn đã quá thuộc đối với anh em chơi xe. Tay thắng này cho khả năng bóp và thắng là cực kỳ êm. Hệ thống quanh đĩa trước với từ hãng Nissin, đĩa thắng đồ chơi cái size là 220mm, kết hợp cùng ốc và dây vào đồ chơi. Bên kia chiến tiến là Tycon CIC đến từ USA, cho ra cảm giác bốt con là cực phơi. Trang bị Tycon chứng tỏ hệ thống máy đã có sự thay đổi nhẹ. Hai góc ảnh này cho chúng ta thấy được chiếc xe trang bị là Tycon kết hợp cùng với cái trái tim NABBA cho cái bộ và cái bộ e trụ, chứng tỏ được máy móc của chiếc Jupiter này đã được nâng cấp sau hơn 13 năm xuất xưởng ở Việt Nam. Cái trái tim của em nó với cái bình xăng được thay đổi, hệ thống ống xả cũng được nâng cấp lên. Việc sử dụng hệ thống ống xả thương hiệu Levin với cái tên gọi là Costa Carbon ra thứ âm thanh là trầm ấm phù hợp với được máy của xe. Dàn chân thì cứng cáp thương hiệu của Racing Boy, kết hợp cùng với ba món đồ chơi như càng thắng, núm giữ, cái núm tăng chỉnh thương hiệu của Tescaqua. Xe còn được trang bị đổ thắng chất liệu là Titan, màu sắc là cực kỳ nổi bật. Mâm Racing Boy 8 cây vốn không còn xuất hiện nhiều ở Việt Nam nữa sau một thời gian rất dài làm mưa làm gió những món đồ chơi xe. Trang bị hệ thống treo sao danh giá thương hiệu của Holin, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Điển đã có nhà máy dành riêng ở thị trường châu Á, đặt ở Thái Lan. Giá trị của cặp phục này là hơn 10 triệu đồng. Em nó được chăm chút chi tiết nhỏ nhất. Đồng hồ zin được minh lại cái phần LCD ở bên trong tạo một cái điểm nhấn nhẹ và cái sự khác biệt. Tinh tế chúng ta còn thấy được cái sự xuất hiện của cụm NABS. Một Ấn Độ tuyệt quá phải không chơi? Jupiter 110 úp cái dàn áo JS này sáng tạo đến từ Baker Việt. Cái mẫu xe sống không Yamaha Jupiter mới đây vừa được một Baker đổ lại, giúp lọt món đồ chơi cực chất, hỗ trợ rất tốt trong quá trình là trải nghiệm, và chủ xe đã trang bị cho em nó một dàn áo đặc biệt đẹp đẽ. Dàn đầu và dàn cái dàn đầu và dàn trước JS hai thì được úp vào thân xe của chiếc Jupiter nhìn lạ mắt hơn so với phiên bản gốc từ nhà Yamaha. Bên cạnh đó chủ xe còn trang bị cụm tăng tốc Rhino cộng với bao tay cùng hiệu giúp hành trình ga được rút ngắn hơn, chạy tốc nhanh hơn. Cùi chung CNC được nhuộm cái màu xanh và các logo Rizuma đầy tinh tế. Cái dàn chân trước dùng cái đĩa của Carver 260 kết hợp dây dầu Morin tạo ra sự nổi bật cho cái dàn chân trước. Do size đĩa đã được thay đổi nên heo cũng được làm là cái bát CNC khác, không có gì là lạ. Chú ý vào lốc máy thấy được một cái bộ con tài mà chủ xe đã đổ thêm cho con chiến mã, cũng như góc ảnh này quen thuộc với Oppo Spark. Cuộc kiểu Holin bình đầu rời kết hợp cùng với cấp nhôm DBS đem lại cho em nó một diện mạo vừa sang chảnh vừa đẹp, nhưng vẫn đáp ứng được cái khả năng vận hành cho xe. Mâm JS đưa vào cho bản độ này thì quá là tuyệt vời. Em nó đang khoe dáng cùng với những người bạn khác. Cảm ơn bạn dọc này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.